Xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Thì trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì Khánh Duy muốn chia sẻ một chút. Như các bạn cũng biết, 2-3 ngày vừa rồi thì kênh không ra được chuyện. Lý do thì Khánh Duy cũng đã post trên hội nhóm trên Facebook rồi. Và cũng đã thông báo rồi. Một số bạn cũng đã biết là do 2 ngày vừa rồi là Khánh Duy ốm, nằm bẹp, không thể làm gì được. Thì sơ bộ thì bác sĩ chẩn đoán là do ảnh hưởng đến tiền đình, môi trường làm việc của mình nó trong phòng kín mà đeo tai phone nhiều, dẫn đến là nó ảnh hưởng đến sức khỏe, không thể làm sao được. Thì rất mong quý vị khán giả thông cảm cho Khánh Duy. Thì hiện tại thì vẫn chưa đỡ, thế nhưng mà Khánh Duy cũng sẽ túc tắc làm, đọc và để phục vụ quý vị. Và từ giờ đến cuối tháng thì chắc chắn là qua ngày 22 Khánh Duy lên lương xong thì chắc cũng sắp xếp 2-3 ngày nghỉ tiếp 2-3 ngày để đi khám, đi lên trung ương khám và điều trị xem như nào. Vì ảnh hưởng đến tiền đình mà công việc của mình là như thế này thì không thể thể chủ quan được. Thì Khánh Duy cứ thông báo trước như vậy. Khoảng từ 22 trở đi đến cuối tháng thì Khánh Duy sẽ sắp xếp nghỉ thêm 2-3 ngày nữa. Hiện tại thì Khánh Duy vẫn sẽ cố đọc được lúc nào hay lúc đấy để phục vụ quý khán giả. Cũng gần 2 năm rồi đây quý vị nhỉ. Thỉnh thoảng lại có những cái lý do nó không đừng được thì chấp nhận thôi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 309 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên tinh thần Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói, lúc bây giờ Trung Nhạc cũng không trực tiếp đi tới thần thành thứ 9, mà là đi một chút, dừng một chút, đi bái phỏng các đế tộc phụ cận, cho dù là ma tộc cũng đích thân đi tới thăm viếng một phen. Chuyến đi này mục đích chủ yếu của hắn là dẫn theo Phong Hoài Ngọc học hỏi kiến thức. Các đế tộc trong vũ trụ cổ lão đều biết rõ vị thiên thừa tướng tuổi trẻ này. Có đế tộc dùng lễ mà đối đãi, cũng có đế tộc lại dùng vũ lực đối đãi. Dùng vũ lực đối đãi phần nhiều đều là ma tộc. Trung Nhạc thủy chung vẫn hành xử thản nhiên, mà các ma đế tộc cũng không thật sự triệt để trở mặt, vẫn còn khách khí với hắn vài câu để cho Trung Nhạc dẫn theo Phong Hoài Ngọc tiến vào đế tộc du lịch một phen. Trung Nhạc lại để cho Phong Hoài Ngọc khiêu chiến với luyện khí sĩ đỉnh cao nhất của các tộc, đợi sau khi Phong Hoài Ngọc đánh đám luyện khí sĩ của những đế tộc này tới mức hoa rơi nước chảy, lúc này Trung Nhạc mới đứng dậy cáo từ. Phong Hoài Ngọc đi theo hắn cũng là kinh hồn bạt vía một trận, nhưng cũng vạn phần bội phục Trung Nhạc dám can đảm thâm nhập vào Long Đàm Hồ Huyệt mà vẫn như cũ nhàn nhã tản bộ như trốn không người vậy. Một ngày này, bọn họ rời khỏi thánh địa của Đại Vu Thị, quay trở lại trên thiên dực cổ thuyền. Trung Nhạc nhìn Phong Hoài Ngọc mỉm cười hỏi: "Sao, ngươi có nhìn ra ảo diệu ở bên trong công pháp hay không?" Phong Hoài Ngọc vội vàng gật đầu nói: "Ở thời điểm ta quyết đấu với luyện khí sĩ của Đại Vu Thị, ta nhìn thấy đế trận ma tộc của Đại Vu Thị đã được thôi động, ma thần binh đã được tế khởi, thế nhưng thủy chung cũng không công kích đến sư tôn. Đây là vì mặc dù sư tôn ngồi ở chỗ đó không chút cử động, nhưng lại khiến cho trận pháp của Đại Vu Thí không thể nắm bắt được phương vị của sư tôn. Bởi vì sau đầu của sư tôn có bể đạo quang luân đang chuyển động, nhìn như đang ngồi ở chỗ đấy, thế nhưng thực sự là đang chạy loạn tại chỗ sinh môn của đế trận Đại Vu Thí kia. Đế trận Đại Vu Thí không ngừng vận chuyển, cực nhanh biến đổi, thế nhưng sư tôn thủy chung vẫn luôn ở tại sinh môn, khiến cho đế trận không thể làm gì được sư tôn cả. Hơn nữa, kiện ma đế binh kia cũng không thể bắt được phương vị chính xác của sư tôn." Hắn bội phục vạn phần nói: "Sư tôn có thể trong thời gian một cái nháy mắt nắm bắt được toàn bộ biến hóa của ma đế trận, không chút cử động là đã có thể khiến cho đế trận không thể công kích được sư tôn. Đây là trí tuệ khủng bố tiến hành thôi diễn." "Sai rồi." Trung Nhạc mỉm cười nói.
Người chỉ mới nhìn thấy một nửa mà thôi. Vì sự khiến cho đại phu thí không dám có chút dị động nào. Cái dựa vào không chỉ là trí tuệ, mà trọng yếu hơn là thực lực kìa. Nếu vị sư không có thực lực có thể lật nhào đại phu thí, tại sao đại phu thí lại không dám đụng tới chúng ta đấy? Bọn họ lại đi tới Thiên Yêu Thị. Quyền tộc trưởng Thiên Yêu Thị Yêu Tinh Nguyệt vội vàng tiến ra nghênh đón. Trung Nhạc thăm hỏi Yêu Tinh Nguyệt mấy câu, Yêu Tinh Nguyệt kinh ngạc nói: Dịch thí cũng thu đồ đệ rồi sao? Hảo gia hóa, một mạch đã mở ra 7 tòa bí cảnh, đây là muốn nghịch thiên hay sao? Đệ tử tốt à, ngay cả ta cũng muốn đoạt một đứa kìa. Trung Nhạc cười hăng hắc nói: Cũng là do sư huynh ta sinh con trai tốt mà thôi. Ta tới đây là để cho đứa đệ tử này giao lưu một chút với các tinh anh của yêu tộc. Yêu Tinh Nguyệt hiểu ý, triệu tập thế hệ thanh niên của đại chư thiên của yêu tộc về tiến hành tỉ thí với Phong Hoài Ngọc. Yêu Tinh Nguyệt quan sát Phong Hoài Ngọc chiến đấu rồi than thở: So với người và ta năm xưa đều mạnh hơn rất nhiều. Trung Nhạc gật đầu nói: Giang sơn đời đời đều có thiên tài cả, một đời chúng ta này hiện tại cũng đều đã là tiền bối cả rồi. Sau khi lịch luyện một phen tại Thiên Yêu Thị, Thiên Dực Cổ Thuyền lại tiến về phía Kỳ Thông Thị. Còn chưa đi tới phạm vi lãnh địa của Kỳ Thông Thị, sắc mặt Trung Nhạc đột nhiên ngưng trọng, dừng Thiên Dực Cổ Thuyền lại. Ở phía trước, tinh quang khôn cùng đột nhiên bạo phát, chỉ thấy hai bên Thiên Dực Cổ Thuyền xuất hiện vô số tinh quang sáng ngời, gào thét lao nhanh về phía sau của thuyền, giống như tinh hà phun trào vậy. Trung Nhạc đứng ở đầu thuyền, không chút cử động, mặc cho vô số tinh tú gào thét lao qua, đám tinh tú kia căn bản không thể tiếp cận được Thiên Dực Cổ Thuyền chút nào. Đám tinh quang kia nhiều tới vô cùng vô tận, đột nhiên trong tinh quang xen lẫn một cô đế uy mênh mông, giống như một nhà tù tuyên cổ đứng thẳng ngay phía trước Thiên Dực Cổ Thuyền vậy. Khí thế toàn thân của Trung Nhạc bạo phát va chạm với cô đế uy kia, chỉ thấy đạo đế uy mênh mông kia không có nửa phần ma khí tà khí, trái lại vô cùng thần thánh. Hắn là một vị đại đế thần tộc, dùng khí thế vô địch của hắn ngăn cản lối đi của Thiên Dực Cổ Thuyền. Trung Nhạc dựng thẳng một ngón tay lên, nhẹ nhàng rạch một cái trên uy tâm. Thần nhãn thứ ba mở ra, tam mục thiên đồng nhìn về phía nguồn gốc của đám tinh quang và đế uy kia. Chỉ thấy một tòa cổ miếu lẳng lặng phiêu phù bên trong tinh không. Trong cổ miếu phun trào ra tinh quang vô tận. Đạo huynh! Thiên Dực Cổ Thuyền đột nhiên biến mất. Sau một khắc, cổ thuyền đã dừng sát ngay bên ngoài tòa cổ miếu tinh không kia. Trung Nhạc dẫn theo Phong Hoài Ngọc rời thuyền, tiến vào trong miếu. Chỉ thấy một lão giả đầu tóc bạc phơ ngồi ngay ngắn ở nơi đấy, mấy gã đệ tử trẻ tuổi đứng hầu ở hai bên. Trên đỉnh đầu lão giả kia đang có tinh quang mênh mông chậm rãi thu hồi trở lại. Trung Nhạc chắp tay hành lễ. Lão giả kia cười ha hả nói: Thiên thừa tướng, tiếng tăm lừng lẫy quả nhiên bất phàm, có thể trực tiếp dịch chuyển tới bên cạnh tòa miếu nhỏ của ta đấy, thật sự là nằm ngoài dự liệu của ta mà. Người có tư cách ngồi xuống, nào mời ngồi. Trung Nhạc ngồi xuống trên chiếu, Phong Hoài Ngọc đứng hầu ở một bên. Lão giả kia mỉm cười lên tiếng nói: Nghe nói thừa tướng có một đệ tử đã đánh khắp vũ trụ của lão ta mà chưa gặp được địch thủ, mặc dù ta đã già rồi thế nhưng cũng muốn đứng nhìn khách ngoại lai tử vi đánh khắp vũ trụ của lão ta một phen, cho nên lúc này mới dùng tinh quang mà chặn đường. Trung Nhạc gật đầu ý bảo. Phong Hoài Ngọc lập tức xuống đài khom người nói: Không biết có vị sư huynh nào muốn chỉ giáo hay không? Lão giả kia cũng gật đầu ý bảo. Một gã luyện khí sĩ xuống đài khẽ khom người. Hai gã luyện khí sĩ cảnh giới thông thần cảnh đều tự đại phóng xuất biết cảnh thứ 7, thần thông bạo phát, giao chiến kịch liệt với nhau. Sắc mặt của Trung Nhạc khẽ động, vậy mà còn có kẻ có thể ở trong cảnh giới luyện khí sĩ đã mở ra biết cảnh thứ 7, thật sự là không tầm thường. Thừa tướng có biết một nguyên nhân khác vì sao ta lại dùng tinh quang ngăn cản ngươi hay không? Lão giả kia đột nhiên hỏi. Ta biết rõ. Trung Nhạc gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ giơ ở trên người hai thiếu niên đang lúc giao phong trong sân. Hắn mỉm cười nói: Tiên Thiên Thần Đế đã mời ngươi xuất sơn ư? Ngươi là đệ tử của Tiên Thiên Thần Đế, một trong chư đế của thời đại thượng cổ, có phải không nào? Ồ, coi như là vậy đi. Lão giả kia cười ha hả nói: Thiên thừa tướng quả nhiên là bất phàm, vừa liếc mắt thôi liền nhìn ra ta xuất thân từ Thần Đế cung rồi. Không sai, không sai, là Thần Đế đã mời ta xuất sơn để mà giết ngươi. Trước đây ta đúng là xuất thân từ Thần Đế cung, về sau ta tu thành đế cảnh, ta liền rời khỏi Thần Đế cung ngay. Về sau nữa, Phục Môn đạo tôn phát cuồng tàn sát chư đế thế gian, ta liền bắt đầu ẩn tàng. Lại càng về sau, sự tình bình ổn trở lại, ta chuẩn bị xuất sơn,
thì lại phát hiện có mấy vị đạo hữu không chết trong tay đạo tôn, cũng đã không biết bị tồn tại gì giết chết đi rồi. Những đạo hữu còn lại cũng đều bắt đầu ẩn tàng xuống. Chư đế thế gian thoáng cái đã biến mất, chỉ còn lại mấy gã tiểu bối trẻ tuổi, cho nên ta không thể không bắt đắc dĩ mà tiếp tục ẩn tàng được. Hắn mỉm cười rồi nói tiếp: trước đó không lâu, rất nhiều bộ xương giả đã xuất sơn, ta cũng ra ngoài lịch lãm một phen, kết quả là bị thần đế cảm ứng được. Cách đây không lâu, hắn nói cần ta báo đáp ân sư, cho nên bảo ta tới giết ngươi kìa. Trên mặt của Trung Nhạc mang theo nụ cười, lắc lắc đầu nói: đạo huynh, ngươi vẫn chưa nhìn ra thực lực chân chính của ta, ngươi giết không được ta đâu. Thiên thừa tướng, ta đã nhìn ra rồi. Lão giả kia cười hắc nói: ngươi có hai luân vũ và trụ, hai biết cảnh không gian và trụ quang, một cái trưởng khống thời gian, một cái trưởng khống không gian. Vừa rồi, ngươi chính là thôi động không gian luân, đi thẳng tới bên ngoài tòa miếu nhỏ này của ta kìa. Nếu ngươi thôi động trụ quang luân, sẽ có thể đi lại quá khứ vị lai. Nếu ngươi muốn chạy, hay ta quả thật giết không được ngươi, cho nên ta muốn đánh cược với ngươi. Nếu như ngươi thua, vậy ngươi không được chạy, thống thống khoái khoái chiến đấu một trận với ta, để ta đánh chết ngươi. Nếu ngươi thắng, vậy ngươi cứ việc phủi mông mà đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Hắn vung tay lên một cái, chỉ thấy một kiện đế binh kỳ quái xuất hiện, đó là bảy đạo bánh răng. Bảy đạo bánh răng cắn liền với nhau, không ngừng xoay chuyển. Đám răng nhọn kia phảng phất như là từng cái cá thể độc lập. Khi thì từ trên một đạo bánh răng dịch chuyển tới trên một đạo bánh răng khác, bảy đạo bánh răng không ngừng biến hóa, kéo cả kéo kẹt mà chuyển động. Nhưng cẩn thận nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy càng nhiều, bảy đạo bánh răng rất nhỏ đã cấu thành từng cái răng nhọn. Đám răng nhọn của bảy đạo bánh răng rất nhỏ kia lại là do bảy đạo bánh răng càng thêm rất nhỏ nữa cấu thành, tầng tầng phân chia vô cùng vô tận, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Đám bánh răng vô cùng nhỏ bé kia đang xoay tròn biến ảo, khiến cho người ta đầu váng mắt hoa. Ánh mắt của lão giả kia chớp động nói: kiện bảo vật này ta gọi là thất đạo luân, là do lão phu trong những năm qua bế quan tiềm tu tìm hiểu ra một điểm môn đạo đối với thất đạo luân hồi mà chế tạo ra. Thiên thừa tướng dám tiến vào thất đạo luân của ta một vòng hay không? Trung Nhạc lắc đầu nói: nếu đã là đạo huynh đưa ra đề nghị đánh cuộc, sao không phải là ta ra đề, đạo huynh tới giải đề đấy. Bộ dáng của lão giả kia giống như đã sớm định liệu trước, mỉm cười nói: được, cũng được, ta dù sao cũng là một tôn đế, cũng không muốn mang tiếng nghĩa lớn hiếp nhỏ, người cứ việc ra đề mục đi. Lúc này ở giữa sân đấu, Phong Hoài Ngọc dùng bị thương làm điều kiện rút cuộc đã đánh bại được đối thủ. Trung Nhạc đứng dậy nói: xin hỏi họ tên của đạo huynh. Lão già kia thoáng chần chừ một chút rồi cũng nói: ta đã không dùng tên thật một đoạn thời gian rất dài rồi, kẻ biết được tên họ của ta cũng không còn lại bao nhiêu, thiên hạ chỉ biết đạo hiệu đế cảnh của ta mà thôi, người cứ gọi ta là Diệu Đế đi. Trung Nhạc để cho Phong Hoài Ngọc đi tới bên cạnh chính mình, dưới chân giẫm nhẹ một cái, nhất thời ngoài miếu vang lên trận trận đạo âm nổ vang. Hắn mỉm cười nói: ta giẫm xuống một cước này đã bày ra một tòa trận pháp ở bên ngoài miếu của Diệu Đế đạo huynh, nếu Diệu Đế đạo huynh có thể dùng cảnh giới tạo vật cánh mà đi ra ngoài được, vậy xem như ta đã thua. Ta dẫn theo Đổ Nhi tới Tử Vi, Diệu Đế đạo huynh cứ việc phá trận, chỉ cần phá giải được trận pháp, bất cứ lúc nào cũng có thể đi tới để giết ta. Hắn dẫn theo Phong Hoài Ngọc đi ra tòa miếu nhỏ, leo lên thiên dực cổ thuyền, chiếc cổ thuyền phá không bay đi. Lão giả Diệu Đế kia đi ra khỏi miếu nhỏ, phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, lại không nhìn thấy bất luận trận pháp gì, trong lòng nghi hoặc. Lẽ nào hắn đã gạt ta sao? Hắn đi ra ngoài tòa miếu nhỏ, vẫn như cũ, không nhìn thấy bất luận trận pháp gì, không khỏi mỉm cười nói: thiên thừa tướng vẫn là quá gian xảo, gạt ta nói là có trận pháp để ta phá trận, chính mình thì lại bỏ chạy như một làn khói vậy. Hắn không chạy thoát được. Các đệ tử, các ngươi lưu thủ nơi này, ta đuổi theo truy sát, giết chết hắn, hồi báo thư ân của tiên thiên thần đế nào. Đám đệ tử nhau nhau không người xưng vâng. Diệu Đế lập tức phóng người đuổi theo. Không bao lâu đã nhìn thấy thiên dực cổ thuyền, lập tức giết về phía trước, không nói một lời nào đã thống hạ sát thủ, giết chết Trung Nhạc, chỉ lưu lại Phong Hoài Ngọc, sau đó một đường trở về. Hiện tại xem như đã báo đáp ân sư được rồi. Diệu Đế cười ha hả, cầm theo cái đầu của Trung Nhạc quay trở về miếu nhỏ, ném cái đầu của Trung Nhạc cho một gã đệ tử nói: người tức khắc đi tới thần đế cung hiến thủ cấp của thiên thừa tướng cho thần đế, nhất định là phải cung kính một chút, hắn dù sao cũng là sư tôn của ta. Gã đệ tử kia đón lấy thủ cấp của Trung Nhạc,
bỏ vào trong một cái hộp, lập tức lên đường đi tới Thần Đế Cung. Thực lực của gã đệ tử này phi phàm, cũng là một tôn tạo vật chủ. Với tốc độ của hắn, chỉ cần 7-8 năm đã có thể đi tới Thần Đế Cung. Thế nhưng chuyến đi này của hắn lại tới mấy chục năm mới quay trở lại, trong tay vẫn còn cầm cái hộp chứa thủ cấp của Trung Nhạc. Trong lòng Diệu Đế còn đang nghi hoặc, gã đệ tử kia đã dâng cái hộp lên nói: "Sư tôn, hơn 30 năm qua ta đều đang phi hành trong tinh không, không thể tìm được vị trí của Thần Đế Cung đâu cả. Đệ tử chỉ sợ là đã lạc đường. Những nơi đệ tử đi qua, không gian hoàn toàn xa lạ, không nhìn thấy bất luận một khỏa tinh tú quen thuộc nào cả." Diệu Đế nhất thời kinh ngạc, vội vàng mở cái hộp ra, chỉ thấy cái đầu của Trung Nhạc vẫn còn ở trong hộp. Đột nhiên cái đầu kia chợt mở mắt ra, mỉm cười nói: "Diệu Đế đạo huynh, ngươi đã phá trận rồi sao?" Sắc mặt của Diệu Đế đại biến, vội vàng cầm theo cái đầu của Trung Nhạc chạy ra ngoài miếu, đảo mắt quan sát bốn phía rồi quát lớn: "Ở đâu ra trận pháp đây? Không có trận pháp, bảo ta làm sao mà phá trận?" "Ngươi thua rồi." Cái đầu của Trung Nhạc lạnh nhạt nói: "Ngươi có thể thi triển ra toàn bộ lực lượng của ngươi để phá trận." Trên trán của Diệu Đế thoát ra mồ hôi lạnh, trên cổ nổi lên gân xanh, mặt già không nhịn được mà cười lạnh nói: "Ngươi nói ta không phá được, ta hết lần này tới lần khác phá cho ngươi xem." Hắn ngồi xếp bằng xuống bên ngoài miếu nhỏ, đau khổ thôi diễn xem trận pháp rốt cuộc là ở nơi nào. Trôi qua hơn 10 năm, hắn vẫn hoàn toàn không đạt được bất cứ điều gì. Hắn đột nhiên phóng người bay thẳng lên không trung, lao thẳng về phía trước. Một lần bay này chính là mấy chục năm, thế nhưng vẫn không thể bay tới điểm cuối của tinh không được. "Có trận pháp, quả thật là có trận pháp mà. Trận pháp rốt cuộc ở đâu đây? Hắn chỉ dám có một cước thôi, bay trận trong một cước, trận pháp nhất định cũng là ở phụ cận tòa miếu nhỏ của ta, bao phủ tòa miếu nhỏ của ta. Tòa trận pháp này sẽ không quá nghiêm mật, rốt cuộc là ở đâu đây?" Hắn lập tức bay ngược trở lại, mất thêm mấy chục năm mới trở về tới tòa miếu nhỏ, kiểm tra tinh tượng vận chuyển bốn phía. Chỉ thấy tinh tượng vận hành rất có quy luật, đều là vận chuyển xung quanh tòa miếu nhỏ. Tinh thần của Diệu Đế đại chấn, nhất thời biết rõ quả thật là có một tòa trận pháp đã bao phủ nơi này, chỉ là chính mình không thể nhìn thấy, không thể phá giải, cũng không thể bay ra khỏi trận pháp được. "Trận pháp thật kỳ diệu." Hắn ngồi xuống trong miếu tinh tế nghiên cứu, không quan tâm tuế nguyệt. Đột nhiên có một ngày, đám đệ tử chợt thức tỉnh. "Sư tôn, đã qua 1000 năm rồi, đại nạn của ngài đã tới rồi." "Đã qua 1000 năm rồi sao?" Diệu Đế đột nhiên tỉnh ngộ lại, run run rẩy rẩy nói: "Ta đã ngồi ở nơi này 1000 năm rồi sao?" "Sư tôn, đúng vậy." Rất nhiều đệ tử trong miếu quỳ rạp trên mặt đất khóc lớn: "Cùng tiễn sư tôn, linh về với hư không." Diệu Đế đảo mắt nhìn xung quanh thân thể chính mình, chỉ thấy tầng tầng mộ khí nặng nề, tuổi thọ của chính mình bất chi bất giác đã hao hết, nguyên thần đang suy kiệt, không sai biệt lắm đã đi tới điểm cuối, lại chỉ hoãn thêm nữa sẽ hồi liền hồn phi phách tán. "Ta thua rồi, thua một cách thảm hại. Bất quá đệ tử của ta không thể bị vây ở nơi này. Ta sẽ dùng toàn bộ lực lượng cuối cùng của chính mình đưa các ngươi ra ngoài." Diệu Đế đứng dậy, vận khởi toàn bộ pháp lực cuối cùng. Một cỗ đế uy khủng bố từ trong tòa miếu nhỏ bạo phát ra bốn phía. Nhất thời, không gian vũ trụ gần như khôn cùng bên ngoài chợt yên diệt biến mất. Rất nhiều tinh tú cổ lão xuất hiện. Đó mới là không gian vũ trụ cổ lão chân chính. Diệu Đế ngồi sắp bằng ở đấy, nhìn ra phía ngoài miếu, chỉ thấy một chiếc thiên dực cổ thuyền vẫn còn đang ở đấy, còn chưa có đi xa. "Người dùng trụ quang luân tăng nhanh tốc độ thời gian, lại dùng không gian luân về khốn chúng ta ở trong này hay sao? Đúng rồi, người vẫn chưa đi xa, đã khiến cho ta hao tốn tới chết trong 5 tháng này." Diệu Đế xoay đầu lại, mỉm cười nói với đám đệ tử của chính mình: "Không cần trả thù, hắn đã biến một khoảnh khắc thành ngàn năm, vì sự đạo hạnh không bằng với hắn, các ngươi cả đời cũng không bằng được hắn ta đâu. Hắn là một phục minh đạo tôn thứ hai kìa." Hắn vừa dứt lời liền đột ngột qua đời, hồn quy hư không. Trên thiên dực cổ thuyền, Phong Hoài Ngọc quay đầu lại nhìn về phía tòa miếu cổ, chỉ thấy Diệu Đế đột nhiên bộc phát ra một kích khoáng đạt, quả thật là kinh thiên động địa, thật không hổ là đại đế thượng cổ, trong lòng không khỏi kinh hãi. Sau đấy liền nhìn thấy Diệu Đế tọa hóa linh hồn phi thăng tiến vào hư không giới. Phong Hoài Ngọc nhất thời ngẩn ngơ, có chút mê man, không người nói: "Sư tôn, đệ tử quả thật không hiểu, xin sư tôn giải thích nghi hoặc." Trung Nhạc lên tiếng: "Có cái gì mà không hiểu đấy?" Phong Hoài Ngọc nói: "Sư tôn nói là đã lưu lại trận pháp cho vị lão tiền bối kia, hắn phát được trận
sẽ có thể đi tới giết sư tôn. Hiện tại sao hắn ngay cả khi chúng ta vừa mới ly khai lại đột nhiên thi triển một kích bá đạo, hơn nữa còn là đánh lung tung bốn phía, cuối cùng xong ngược lại là đã chết rồi vậy? Là trận pháp của sư tôn đã luyện chết hắn ta, hay tòa trận pháp đó ở đâu vậy? Sao đệ tử lại không nhìn thấy vậy? Vì sư không giết hắn cũng không có thực lực này, đây thật ra là tự bản thân hắn giết chết chính mình mà thôi. Trung Nhạc giải thích nói, trận pháp mà vi sư bày ra cho hắn gọi là tiên thiên bắt quái, nội diễn vũ trụ càn khôn, nhật nguyệt tinh thần, hồng hoang thiên địa, thế gian vạn đạo. Cũng tức là nói, vi sư đã bày bố tiên thiên bắt quái xung quanh cái tòa miếu nhỏ của hắn ta, đã diễn giải ra hư không vũ trụ, đã biến thành hình thái của một cái vũ trụ nho nhỏ. Mà hai đạo không gian và trụ quang của ta đã khiến cho cái vũ trụ này trở nên hoàn chỉnh. Đại đạo không gian khiến cho hắn không thể bay ra ngoài khỏi tòa trận pháp này được, còn đại đạo trụ quang khiến cho hắn rơi vào trong thời gian cực nhanh trôi qua mà không hề hay biết kìa. Phong Hoài Ngọc nhất thời ngơ ngẩn, trong lòng có thêm càng nhiều mê hoặc, thế nhưng càng nhiều hơn chính là rung động. Trận pháp của ta vẫn còn có khiếm khuyết, khiến cho hắn có thể phát hiện ra là hắn đã rơi vào trong trận pháp của ta. Hắn phát hiện ra tòa trận pháp này liền biết rõ trận pháp có khiếm khuyết thôi. Chỉ cần có khiếm khuyết liền rõ cách có cách phá giải. Hắn không muốn thừa nhận đã bại trong tay của ta, một lòng muốn thắng, cho nên đã dùng thời gian còn lại không nhiều của chính mình tiêu hao vào việc nghiên cứu sơ hở trận pháp. Trung Nhạc tiếp tục nói, mà tòa tiên thiên bắt quái trận này của ta nội tàng vũ trụ càn khôn cùng đủ các loại đạo diệu. Hắn chỉ cần nghiên cứu sẽ liền trầm tịch vào trong một cái phát hiện rồi lại một cái phát hiện khác, sẽ quên mất thời gian trôi qua, trong nháy mắt là đã là 1000 năm rồi. Chính sự chấp nhất của hắn đã hao tổn chết chính mình, ta cũng không có giết hắn ta, cũng không giết được một vị tồn tại cường hoành đến như vậy. Chính là bản thân hắn đã giết chết chính mình thôi. Phong Hoài Ngọc nhất thời bừng tỉnh, đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng lên tiếng hỏi. Sư tôn là dùng đạo của bản thân để diễn hóa ra vũ trụ càn khôn biến thành trận pháp, vậy nếu hắn cũng có thể làm tới một bước này, là có phải sẽ có thể phá trận rồi không? Trung Nhạc gật đầu vui vẻ nói, không sai, nếu hắn cũng làm được một bước này của ta, vậy đạo của ta đã liền không cô độc, hắn chính là đạo hữu chân chính của ta, ta chết trong tay hắn cũng là chết không hối hận. Bất quá nếu hắn làm được tới một bước kia, hắn đã không phải là đại đế trong sinh linh hậu thiên nữa rồi, mà đã là tiên thiên thần ma cấp thần vương rồi. Trong lòng của Phong Hoài Ngọc đại chấn, nhất thời biết rõ Trung Nhạc chính là đang chỉ điểm cho hắn con đường tu thành tiên thiên thần ma, vội vàng dụng tâm ghi nhớ. Hai thầy trò một đường tiến về phía trước, lại bái phỏng mấy tòa thánh địa, lúc này mới chuyển đường đi tới Tử Vi. Sau khi đã tới Tử Vi, Thiên Dực cổ thuyền cũng không có trực tiếp đi tới Thiên Đình, mà là tới Đế Tinh trước. Trong Đế Tinh có càng nhiều đế tộc hơn, Trung Nhạc dẫn theo Phong Hoài Ngọc một đường bái phỏng. Trong cuộc chiến tranh đoạt đế vị lần này đã có rất nhiều đế tộc bị diệt tuyệt, nhưng cũng có một số đế tộc từ sớm đã di chuyển lực lượng của chính mình vào sâu bên trong tinh vực tránh né trường hạo kiếp này. Vốn dĩ tinh vực Tử Vi có 24 đế tộc, thế nhưng hiện tại chỉ còn lại có 18 đế tộc, đã có tới 6 đế tộc biến mất trong cuộc chiến tranh đoạt đế lần này. Bất quá, đây chỉ là hiện tượng tạm thời. Trong cuộc chiến tranh đoạt đế vị cũng đã xuất hiện rất nhiều cường giả, tài hoa cái thế, hiện tại vẫn chưa thành đế, nhưng hẳn là không bao lâu nữa sẽ có tân đế sinh ra. Sau mỗi một trận tranh đoạt đế vị cũng đều sẽ xuất hiện một số tồn tại đế cấp mới, đây chính là chuyện thường thức. Ví dụ như dưới trướng của Trung Nhạc đã có Huyền Kỳ nhị đế, con cháu hậu đại của Huyền Kỳ nhị đế đều có thể gọi là đế tộc được. Chỉ là Huyền Kỳ nhị đế cũng không có ở trong Tử Vi mà đã đi tới tổ đình của vũ trụ cổ lão, không tính là đế tộc của Tử Vi. Trung Nhạc dẫn theo Phong Hoàng Ngọc đi du lịch tới các đế tộc để cho hắn kiến thức tinh anh các tộc. Trong lúc bất chi bất giác lại trôi qua hơn 40 năm. Mục Tiên Thiên sớm đã biết rõ vị thiên thừa tướng này đã tới đế tinh, thế nhưng chậm chạp vẫn không thấy hắn tới thiên đình, trong lòng có chút nôn nóng, lại phải người đi thúc giục một phen. Trong vòng một tháng, hắn liên tục phái ra 12 vị đế sứ tay cầm theo kim bài tới thúc giục Trung Nhạc lập tức kiến giá. Lúc này Trung Nhạc mới khoan thai khởi hành đi về phía thiên đình. Sau khi tới Nam Thiên Môn, Trung Nhạc dẫn theo Phong Hoài Ngọc xuống thuyền. Tứ đại tiên vương Nam Thiên Môn cực kỳ cung kính nghênh tiếp, Phong Vô Kỵ cũng có mặt ở trong đấy. Hai huynh đệ Phong Vô Kỵ và Phong Hoài Ngọc đối nhãn nhìn nhau. Phong Hoài Ngọc chắp tay hành lễ nói, ca ca. Phong Vô Kỵ gật đầu ý bảo, sau đó không người cung kính nói, thiên thừa tướng. Trung Nhạc khẽ vuốt cằm mỉm cười nói, đứng lên đi Vô Kỵ, đệ đệ của ngươi đã là đệ tử của ta, đi theo ta đánh khắp luyện khí sĩ thiên hạ trong vũ trụ cổ lão,
vẫn chưa từng gặp địch thủ. Lần này ta tới Thiên Đình, Hoài Ngọc chắc chắn sẽ nổi danh khắp thiên hạ. Ngươi phải chiếu cố hắn nhiều hơn mới được. Phong Vô Kỵ cung kính xưng vâng. Trong lòng của Phong Hoài Ngọc đối với hắn vô cùng thân thiết nói: Sư tôn, ta muốn ở chung với ca ca một đoạn thời gian. Trung Nhạc nửa cười nửa không liếc nhìn Phong Vô Kỵ một cái, cất bước tiến về phía trước, hòa nhã nói: Nơi này là Thiên Đình, trước tạm gác tình huynh đệ sang một bên đã. Người theo vi sư đi bái kiến Thiên Đế bệ hạ, mạo phạm đến đế uy, cái tội này cũng không dễ gánh đâu. Phong Hoài Ngọc khẽ nhún vai một cái với Phong Vô Kỵ, ý tứ là xin lỗi, sau đó lập tức nhanh chân đuổi theo Trung Nhạc, thấp giọng nói: Trong lòng cha ta đối với vị Thiên Đế này rất là không thoải mái. Sau khi mẹ ta chết đi, cha ta không nói một lời, dẫn theo ta vốn định đi tới Thiên Đình tìm Thiên Đế tính sổ. Bởi vì nghe nói Tôn Đế đã giết chết mẫu thân kia, chính là một trong tứ ngự đế của Thiên Đế, chính là nghe ý chỉ của Thiên Đế này mà đi chọc lã Bạch Nha, kết quả liên lụy tới mẹ của ta. Cha ta còn định giết sạch Thiên Đình, ngay cả vị Thiên Đế kia cũng thanh toán luôn một lần. Bất quá bởi vì có ta ở bên cạnh, hắn lo lắng an nguy cho ta, cho nên mới đi tìm sư tôn trước kia. Thời điểm chúng ta đi ngang qua Thiên Đình, cha ta từng dừng lại một lúc thật lâu. Ta cảm thấy hắn rất nhiều lần là muốn động thủ, thế nhưng cuối cùng cũng đã áp chế được. Trung Nhạc dừng bước lại, thoáng suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, tiếp tục tiến về phía trước. Một thân một mình giết lên Thiên Đình, giết chết Thiên Đế, đoán chừng chỉ có Phong Hiếu Trung mới sẽ không chút cố kỵ, to gan lớn mật đến như thế. Lúc đấy Phong Hiếu Trung lo lắng cho an nguy của Phong Hoài Ngọc, không có giết lên Thiên Đình tìm Mục Tiên Tiên báo thù. Về sau, Trung Nhạc dẫn theo hắn đi trở về 10 vạn năm trước, tận mắt chứng kiến đoạn cố sự Hắc Đế phong ấn phục khi kia, lại khiến cho hắn biết được đối thủ của chính mình là Thiên, cho nên hắn mới không trở về tìm Mục Tiên Tiên gây chuyện nữa. Bất quá, với thủ đoạn hiện tại của Phong Hiếu Trung, nhất định vẫn chưa thể giết chết được Mục Tiên Tiên, nhưng chỉ sợ Thiên Đình cũng vì vậy mà tổn hao rất nhiều nguyên khí. Dù sao, những thủ đoạn không ai biết của Phong Hiếu Trung quả thật là quá nhiều, quá mức quỷ dị. Sau khi tới Thiên Đình, người cũng không được ăn nói lung tung, nghe chưa? Trung Nhạc dặn dò Phong Hoài Ngọc. Ta cũng không phải tên ngốc mà. Phong Hoài Ngọc cười hăng hắc nói. Trung Nhạc dẫn theo hắn đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Dọc theo đường đi không ngừng có thần quan, thần tướng nghênh đón, không người bái kiến. Có kẻ xưng Thiên Thừa Tướng, có kẻ xưng Tiên Sinh, có kẻ xưng Dịch Quân Vương, có kẻ lại xưng hô là Dịch Quân. Trung Nhạc cũng nhất nhất hoàn lễ, phi thường náo nhiệt. Qua một lúc thật lâu, lúc này mới đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, các lộ thần quan thần tướng tụ tập cùng một chỗ, uy vũ bất phàm. Lúc này Mục Tiên Thiên đã từ trên ghế đứng lên, là cả ba cỗ chân thân đồng thời đứng dậy. Các lộ thần quan thần tướng cũng nhao nhao đứng lên. Mẫu thể Mục Tiên Thiên ngồi ở chính vị, hai cỗ chân thân thần ma phân biệt ngồi ở hai bên. Xuất lãnh quần thần, quần tướng hào hào đăng đãng đi ra bảo điện nghênh đón, mỉm cười nói: Thiên Thừa Tướng rốt cuộc cũng đã tới rồi. Trung Nhạc nơm nớp lo sợ, vội vàng không người bái kiến nói: Bệ hạ nghênh đón lão thần long trọng như vậy, lão thần căng căng thẳng thắng, nào dám đảm đương đấy, thẹn chết lão thần rồi, xấu hổ chết lão thần rồi. Mục Tiên Thiên vội vàng đỡ lấy hai cánh tay của hắn, không để cho hắn không người lễ bái, rồi mỉm cười nói: Giữa ngươi và ta từ đầu tới cuối cũng không có loại lễ nghi quân thần phiền phức như thế này, đừng có đa lễ. Thiên Thừa Tướng, ngươi tới thật đúng lúc à, Thần Vui Vương sắp sửa thành đế rồi. Trong lòng Trung Nhạc chấn động, mỉm cười nói: Chúc mừng bệ hạ, lại được thêm một vị ngự đế. Đế uy trên người Mục Tiên Thiên càng trầm trọng hơn, cười tủm tỉm nói: Ngươi đừng xa mà tới đây, ta hẳn là nên để cho ngươi trở về nghỉ ngơi trước vậy. Bất quá Thần Vui Vương không sai biệt lắm đã sắp sửa xuất quan rồi kìa, không bằng quân thần chúng ta cùng nhau đi chúc mừng chứng kiến một phen. Trung Nhạc gật đầu xưng vâng. Quân thần hạo hạo đáng đáng đi tới Vũ Uy Vương phủ, chỉ thấy nơi này hào quang vạn đạo, đại đạo thiên địa ào ào xuất hiện, thể hiện ra màu sắc bất đồng, đạo âm chấn động nổ vang, tràng cảnh thần thánh phi phàm. Thần Vũ Uy Vương tích lũy hùng hậu, lại là danh tướng tiền triều, hữu thiên thừa đương triều, quyền uy trầm trọng, bản lĩnh phi phàm. Trải qua cuộc chiến thay triều này, hắn cũng đạt được thu hoạch phong phú, thành đế chính là chuyện tình nước chảy thành sông, hoàn toàn là đương nhiên. Sau khi hắn thành đế, tất sẽ được phong là một trong tứ ngự đế. Kim Thiên Đế đã vẫn lạc, hắn chắc chắn sẽ tiếp nhận vị trí của Kim Thiên Đế, trở thành Tây Phương ngự đế, thống lĩnh quân mã Tây Thiên. Hắn là trực hệ của Mục Tiên Thiên, được trọng dụng, tự nhiên là chuyện hợp tình hợp lý. Thiên Thừa Tướng,
nếu như ngươi thành đế, chấm sẽ phong cho ngươi là ngự đế của vũ trụ cổ lão, thay chấm thống trị giang sơn vũ trụ cổ lão kìa. Mục Tiên Thiên mỉm cười nói, bất quá ngươi thành đế hay là còn rất lâu nữa kìa. Lúc trước Thần Vũ Uy Vương không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hiện tại hắn đã thành đế trước ngươi rồi, xem ra sẽ vượt qua ngươi rồi. Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói, Vũ Uy Vương thành đế, bản lĩnh tự nhiên cao hơn ta, ta có ước cao cũng không tới được. Bệ hạ, Vũ Uy Vương thành đế, vậy Thái Phùng Công hẳn là rất nhanh cũng sẽ thành đế mất thôi. Một vị thần quan bên cạnh chợt mỉm cười nói, Tể Thiên Công tại 5 năm trước cũng đã thành đế rồi, Thiên Thừa Tướng đã tới chế một bước rồi kìa. Bệ hạ đã sắc phong cho Tể Thiên Công là Tể Thiên Đế, chấn thủ Nam Thiên, là Nam Phương Ngự Đế. Ngoại trừ Tể Thiên Đế ra, Vũ Uy Đế còn có Bình Thiên Nguyên Quân cũng sắp sửa thành đế cả, hiện tại vẫn còn đang bế quan tu luyện. Trong lòng Trung Nhạc chấn động, nhất thời minh bạch vì sao Mục Tiên Thiên lại triệu hồi hắn trở về như vậy. Mục Tiên Thiên đã bình định xong phản loạn trong tinh vực Tử Vi, chỉ còn lại một chút nhiễu loạn nho nhỏ giống như những đốm lửa sắp tàn, không làm được chuyện gì. Mà Thiên Đình rất nhanh sẽ có thêm 3 vị ngự đế, Mục Tiên Thiên liền dự định hạ thủ với vũ trụ cổ lão. Mà muốn săn bằng vũ trụ cổ lão sợ rằng sẽ phải đối mặt với 3 đại cự đầu của vũ trụ cổ lão: Tiên Thiên Tà Đế, Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế. Đám người Dương Hầu Ma Đế căn bản là không đáng để mà lo. Muốn thống trị được vũ trụ cổ lão, chỉ có 3 tôn thần vương thái cổ này mới là địch nhân chân chính. Mục Tiên Thiên muốn hỏi hắn, cần có mấy tôn đế mới có thể diệt trừ một tôn thần vương thái cổ, mục đích chính là muốn động thủ với 3 tôn thần vương thái cổ này của vũ trụ cổ lão. Diệt trừ 3 tôn thần vương thái cổ, thành lập một cái đế triều bất thế, vũ trụ cổ lão, tinh vực Tử Vi đều có từng vị ngự đế trấn thủ. Cho dù Trung Nhạc có là phục khi đi chăng nữa thì cũng chỉ là mối họa nho nhỏ, lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Dịch Quân, vị tiểu ca này... Mục Tiên Thiên đột nhiên chú ý tới Phong Hoài Ngọc ở bên cạnh Trung Nhạc, chỉ thấy Phong Hoài Ngọc chứng kiến Vũ Uy Vương thành đạo, bị đạo âm kia xúc động, không ngờ không tự chủ được rơi vào trạng thái ngộ đạo, trong lòng không khỏi kinh dị hỏi, chẳng lẽ là con trai của Dịch Quân sao? Trung Nhạc lắc lắc đầu mỉm cười nói, bệ hạ còn nhớ rõ cái chết của Kim Thiên Đế và phản tặc Bạch Nha Thần Đế kia không? Hắn chính là con trai của vị tồn tại kia, hiện tại đã bái nhập vào môn hạ của ta rồi. Trong lòng Mục Tiên Thiên đại chấn, cẩn thận quan sát Phong Hoài Ngọc rồi từ tốn nói, ồ, chính là vị tồn tại đã huyết táng ức vạn thần ma, mà ngay cả ngũ đệ Dực Thiên Quân của trẫm cũng táng thân ở trong đó hay sao? Trung Nhạc khẽ ho khan một tiếng rồi nhắc nhở, bệ hạ không nên gây ra quá nhiều thù hằn. Trong lòng Mục Tiên Thiên nhất thời nghiêm nghị, nhìn chằm chằm hắn, ngược lại mỉm cười nói, Thiên Thừa Tướng, ngươi còn nhớ câu hỏi kia của trẫm hay không? Hiện tại ngươi đã có đáp án hay chưa? Trung Nhạc gật đầu rồi lên tiếng, bệ hạ thành đế sẽ có thể giết chết được thần vương thái cổ. Thân thể của Mục Tiên Thiên đại chấn, khó có thể tin nổi nói, sau khi ta thành đế sẽ có thể giết được thần vương thái cổ sao? Dịch Quân, lời nói không cần nói quá vẹn toàn như vậy, chấm tự vấn được thật trời ưu ái, thế nhưng thành đế sẽ có thể chống lại thần vương thái cổ, chấm quả thật là không làm được. Trung Nhạc mỉm cười nói, bệ hạ đừng quên khỏa nhãn đồng mà bệ hạ đã đưa cho tà đế kia. Trong đầu Mục Tiên Thiên đầm ầm chấn động, nhất thời tỉnh ngộ, lập tức dùng thần thức giao lưu với hắn. Dịch Quân, người dự định sẽ thu động kiện mộ cổ kia ám toán Tiên Thiên Tà Đế hay sao? Trung Nhạc gật đầu một cái. Mục Tiên Thiên định thần trở lại, trong Hắc Đế Ma Nhãn cất giấu một kiện mộ cổ. Kiện mộ cổ kia chính là đại thần thông Chư Thiên Vô Đạo của Hắc Đế. Hiện tại Hắc Đế Ma Nhãn đã rơi vào trong tay Tiên Thiên Tà Đế, nếu có thể thôi phát đạo thần thông này, quả thật có thể khiến cho Tiên Thiên Tà Đế bị trọng thương. Dịch Quân, người suy nghĩ vẫn là quá đơn giản rồi. Cho dù Tà Đế có bị trọng thương đi chăng nữa thì chiến lực của hắn cũng vẫn là không gì sánh nổi, so với trẫm sau khi thành đế vẫn còn cao minh hơn rất nhiều. Cho dù có tập hợp lực lượng của chư đế, chỉ sợ cũng không thể diệt trừ được hắn ta đâu, ngược lại còn bị tử thương thảm trọng nữa kìa. Mục Tiên Thiên không nhanh không chậm lên tiếng nói, chủ ý này là không thể thực hiện được rồi. Trung Nhạc tiếp tục, vậy nếu cộng thêm lực lượng của Bích Lạc Cung thì sao đấy? Thân thể của Mục Tiên Thiên nhất thời cứng đờ, chậm rãi xoay đầu lại gằn từng chữ, ngươi là muốn chấm làm thiên tử sao? Nếu có thể chiến thắng thần vương thái cổ
tạm thời làm thiên tử một lần cũng không có vấn đề gì cả. Trung Nhạc không nhanh không chậm nói: Bệ hạ hùng tài vĩ lược, thứ mưu mô là cả thiên hạ. Đám thần vương thái cổ kia đã trở thành chướng ngại vật ngăn cản bệ hạ thống nhất thiên hạ. Mà thiên, mục đích của hắn chính là diệt trừ tất cả những tồn tại đứng trên thiên. Cho nên hai nhà chúng ta chưa chắc đã không có cơ hội liên thủ. Chỉ cần bệ hạ đi gặp Bích Lạc tiên sinh, dùng điều kiện sẽ trở thành thiên tử. Vậy thiên tất nhiên là sẽ dốc hết sức giúp bệ hạ diệt trừ tà đế thôi. Mục Tiên Thiên nhắm mắt lại, một hồi lâu sau một lần nữa mở mắt ra nói: Cần ta làm thiên tử bao lâu đấy? Trung Nhạc khẽ mỉm cười thản nhiên nói: Làm tới lúc bệ hạ đủ thực lực để chống lại thiên mới thôi. Bất quá trước khi thời điểm lúc đấy, thiên có thể sẽ xuất thủ diệt trừ bệ hạ, tránh cho bệ hạ uy hiếp tới hắn ta. Bệ hạ sau khi diệt trừ tà đế, thần ma trong vũ trụ của lão mất cân đối, cũng có thể trừ đi tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế được. Mục Tiên Thiên hít mạnh một hơi thật dài, trầm giọng nói: Được rồi, đợi sau khi thần Vũ Uy Vương trở thành Vũ Uy Đế, chấm sẽ đi Bích Lạc Cung một lần vậy. Mấy ngày sau, dị tượng trên Vũ Uy Vương phủ dần dần bình ổn trở lại. Văn võ cả triều kiễng chân đứng đợi, chứng kiến khoảnh khắc thần Vũ Uy Vương trở thành Vũ Uy Đế. Lại qua một lúc sau, chỉ thấy bên ngoài Vũ Uy Vương phủ hiện ra dị tượng một gã cự nhân. Gã cự nhân vô song kia đứng sừng sững trong thiên đình, hai mắt nhìn lên, ánh mắt lấp lánh như đuốc, thấm nhuần trời cao thiên ngoại, thấy rõ hư không. Ánh mắt cự nhân quét ngang, quang mang chiếu rọi, hết thảy tinh tú đều bị chiếu rọi sáng ngời thông thấu. Cự nhân nhìn xuống, ánh mắt vào cửu u, chiếu hoàng tuyền, xét luân hồi. Một lúc sau, thần quang trong mắt gã cự nhân kia dần dần thu hồi trở về, thân thể cũng chậm rãi khôi phục lại vóc dáng bình thường. Kéo kẹt, kéo kẹt. Cánh cửa vương phủ mở ra, thần Vũ Uy Đế xuất môn, không người hành lễ với Mục Tiên Thiên, giọng nói như trung đồng: Thần Vũ bái kiến thiên đế bệ hạ. Ái khanh, người đã là đế rồi, ngang hàng với chẫm, sau này không cần đại hành lễ nữa đâu. Mục Tiên Thiên vô cùng vui vẻ, mỉm cười nói: Ta phong cho người làm Tây Phương Ngự Đế, một trong tử vi tứ ngự, thống lĩnh binh mã Tây Thiên, trấn thủ giang sơn tây bộ của chẫm kìa. Thần Vũ Uy Đế một lần nữa bái tạ, trong lòng Mục Tiên Thiên vô cùng vui vẻ, lần đầu tiên đã có cảm giác ngồi vững vàng giang sơn. Từ trước tới nay, trong lòng của nàng luôn có một loại cảm giác giang sơn bất ổn, đại khái là bởi vì Tử Quang Quân Vương tự sát, Trung Nhạc âm thầm phản bội, khiến cho nàng ta cảm thấy thế lực của chính mình lắc lư, tràn ngập nguy cơ. Trường Sinh Đế và Ưng Tôn Đế đều chỉ là minh hữu của nàng, mặc dù có thể kết minh nhưng cũng có thể phản bội, quan hệ cũng không vững vàng. Thái Phùng là nhị đệ kết bái của nàng, sau khi thành đế đã được phong là Tể Thiên Đế, chỉ là Thái Phùng dù sao vẫn là một cột chẳng chống vững nhà lớn, không thể ngang vai ngang vế với Trường Sinh Đế và Ưng Tôn Đế kiềm chế nhị đế được. Nhưng hiện tại đã có thêm Vũ Uy Đế, sẽ có thể kiềm chế nhị đế, cũng không tới mức khiến cho Trường Sinh Đế và Ưng Tôn Đế đảo khách làm chủ. Đã có bọn họ, tương lai trở mặt với tặc nhân phản cốt, chấm cũng không quá lo lắng rồi. Mục Tiên Thiên mặt đầy nụ cười, đột nhiên nụ cười trên mặt cứng lại, âm thầm tính toán một chút. Bên cạnh tặc nhân phản cốt có Huyền Kỳ nhị đế, lại có giao tình với Trường Sinh và Ưng Tôn, hơn nữa còn là con rể của Kim Ô, bên cạnh lại còn có một vị tồn tại sâu không thể lường đã từng giết chết Kim Thiên Đế và Bạch Nha. Tặc nhân phản cốt đã trong lúc chấm bất chi bất giác mà lớn mạnh tới loại trình độ này rồi. Bên cạnh nàng, trên mặt gã tặc nhân phản cốt kia nở nụ cười như hoa, đang lúc chúc tụng Vũ Uy Đế, chúc mừng Vũ Uy Đế thành đế. Hắn nói: Vũ Uy sư huynh, lúc trước ngươi từng nói ngươi thấp hơn ta nửa phẩm chức quan, thế nên trong lòng còn có sự bất bình. Mà hiện tại ngươi đã trở thành Vũ Uy Đế, một trong tứ ngự đế rồi, đệ vị hơn xa ta rất nhiều, gần với bệ hạ nhất kìa. Vậy hiện tại trong lòng sư huynh đã không còn khúc mắc gì nữa rồi chứ? Vũ Uy Đế cười ha hả, dương dương đắc ý: Hiếm thấy thiên thừa tướng lại nhận thấp hơn ta một cái đầu. Nếu ta vẫn lòng mang khúc mắc, chẳng phải chính là lòng dạ nhỏ mọn, hổ thẹn với cái danh ngự đế rồi hay sao? Ẩn đoán trước đây, sau này đừng nhắc lại nữa. Trung Nhạc ha hả cười lớn, quần thần cũng đều cười theo, tràng cảnh hòa thuận vui vẻ. Nếu tôn gia hỏa này không phải là tặc nhân phản cốt, thật là tốt biết bao. Trên mặt của Mục Tiên Thiên mang theo nụ cười, trong lòng lại thầm nghĩ: Vũ Uy Đế, đứa đồ như này của ta lần đầu mới tới thiên đình, nghĩ muốn giao lưu với tinh anh thiên hạ một phen, không biết có thể mượn võ thần đài của sư huynh để tiêu đồ ta dùng một lát được hay không.
Trung Nhạc mỉm cười hỏi. Vũ Y Đế xua xua tay rồi mỉm cười nói, người cứ việc lấy dụng là được rồi. Thiên Thừa tướng, người khách sáo như vậy ta ngược lại có chút không quá quen thuộc đâu. Lần trước ngươi mượn võ thần đài của ta cũng không nói với ta một tiếng, đã đập vỡ tan tành võ thần đài của ta rồi. Ngay cả thần tượng của ta cũng bị ngươi lật đổ đập nát luôn rồi. Ồ, năm xưa ta quả thật là đã có chút lỗ mãng rồi, Vũ Y Đế không nên để ở trong lòng. Trung Nhạc mỉm cười nói với Phong Hoài Ngọc, sao còn không mau tạ ơn Vũ Y Đế sư bá đi. Phong Hoài Ngọc vội vàng không người cảm tạ. Vũ Y Đế vừa nhìn thấy Phong Hoài Ngọc không khỏi bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói, tiểu gia hỏa này đã mở ra bí cảnh thứ 7 hay sao? Thiên Thừa tướng à, ngươi tìm được hắn ở nơi nào vậy? Trung Nhạc cười hăng hắc nói, là do cho hắn sinh con trai tốt, không quan hệ gì với ta cả. Không tầm thường, thật không tầm thường. Vũ Y Đế không ngừng tán thán rồi lên tiếng nói, người hiện tại là thông thần cảnh, lập đô đài trên võ thần đài, sợ rằng luyện khí sĩ thông thần cảnh không một ai sẽ là đối thủ của ngươi cả. Còn giao lưu cái gì đấy? Hai thầy trò các ngươi lẽ nào lại muốn một lần nữa tới thiên đình đập võ thần đài hay sao? Trung Nhạc mỉm cười nói, đây chính là thầy truyền trò nối. Hoàng Ngọc à, ngươi đi võ thần đài lập ra một tấm đại bảng, trên đó viết mấy chữ đệ nhất luyện khí sĩ thiên hạ, sau đấy sẽ có thể tiếp nhận khiêu chiến ở nơi đấy rồi. Nếu là thần minh thiên thần tới ứng chiến cũng có thể đánh một trận. Phong Hoài Ngọc chắp tay nhận lệnh, lập tức chạy tới võ thần đài. Vũ Y Vương thành đế khắp chốn mừng vui, một trận náo nhiệt qua đi, quần hùng tới đây vây xem trận chiến ở trên võ thần đài. Tấm bảng kia của Phong Hoài Ngọc quả nhiên đã gây dậy lòng không phục của không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt, kẻ khiêu chiến tụ tập đông đúc như biển vậy. Đám người đứng dưới lôi đài quan chiến chỉ thấy Phong Hoài Ngọc nghênh chiến quần hùng thiên hạ, hiếm gặp địch thủ. Cho dù là trong cảnh giới thần minh cũng ít có đối thủ, tồn tại cảnh giới thiên thần cũng có thể đánh một trận, khiến cho quần hùng thiên đình đều kinh ngạc tán thán không thôi. Khâm phục nói, lại có thêm một thiên thừa tướng nữa rồi. Trung Nhạc lắc lắc đầu lên tiếng, thế gian này vẫn còn có chút tồn tại có thể tại cảnh giới luyện khí sĩ đã mở ra bí cảnh thứ 7. Hoài Ngọc còn không phải chân chính vô địch trong luyện khí sĩ đâu. Sắc mặt đám người nhất tề chấn động. Vũ Y Đế nghiêng người sang hỏi, sao trong thiên hạ còn có thiên tài bậc này hay sao? Trung Nhạc gật đầu, nhớ tới đệ tử của Diệu Đế, gã đệ tử kia chính là đồng dạng với Phong Hoài Ngọc, còn tại cảnh giới luyện khí sĩ đã mở ra biết cảnh thứ 7. Phong Hoài Ngọc phải dùng bị thương làm cái giá, lúc này mới đánh bại được hắn. Thực lực của gã đệ tử Diệu Đế kia tuyệt đối không kém, có thể xưng là thiên tài nhất đẳng nhất. Diệu Đế là một trong chư đế thượng cổ, sợ rằng ngoại trừ hắn ra còn có những chư đế thượng cổ khác cũng thu và đã thu nhận một chút đệ tử thiên tư chắc tuyệt, thân là truyền nhân y bát của bọn họ. Hiển nhiên những tồn tại của lão này cũng không cho rằng Mục Tiên Thiên đăng cơ xưng đế thiên hạ sẽ có thể thái bình. Bọn họ biết rõ rằng vẫn còn một trận gió tanh mưa máu đang chờ đợi bọn họ. Những tồn tại của lão này rốt cuộc đang mưu đồ chuyện gì đấy? Trung Nhạc âm thầm suy tư có chút không hiểu. Chư đế thượng cổ tìm kiếm truyền nhân tuyệt đối không đơn thuần là truyền thừa y bát đơn giản như vậy. Bên trong hẳn là còn có một tầng nguyên nhân khác nữa. Là dấu hiệu của loạn thế. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Phong Hoài Ngọc lập lôi đài suốt nửa năm đằng đẵng, cơ hồ đánh khắp một lần thế hệ thanh niên thiên đình, vẫn không kẻ nào có thể đánh thắng được hắn. Mục Tiên Thiên rốt cuộc cũng đứng dậy đi tới Bích Lạc Cung, mời Trung Nhạc đi theo. Sư tôn đi tới Bích Lạc Cung, ta đi gặp huynh trưởng của ta một lần vậy. Phong Hoài Ngọc nói với Trung Nhạc. Trung Nhạc gật đầu một cái, ý vị thâm trường nói, người cẩn thận một chút, nơi này là thiên đình kìa. Phong Hoài Ngọc mỉm cười nói, ca ca ta là thiên vương ở nơi này, ai còn có thể hại ta được nữa đấy. Vừa mới dứt lời liền xoay người đi thẳng về phía Nam Thiên Môn. Trung Nhạc nhìn theo bóng dáng của hắn đi xa, ngay sau đấy liền khởi hành cùng với Mục Tiên Thiên đi tới Bích Lạc Cung. Ở bên ngoài Bích Lạc Cung, Bích Lạc Tiên Sinh sớm đã ở đấy nghênh đón. Hắn nhìn thấy Trung Nhạc, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, hắn lên tiếng nói, Dịch Tiên Sinh. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, Bích Lạc Tiên Sinh. Đám người tiến vào trong cung, Bích Lạc Tiên Sinh mời Mục Tiên Thiên và Trung Nhạc ngồi xuống, hắn châm trà nói, bệ hạ bận rộn sự vụ, vất vả đại kế thiên hạ, tại sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi tới thăm Bích Lạc Cung ta như vậy? Ta tới đây để làm thiên tử.
Mục Tiên Thiên đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng, dứt khoát nói: "Trẫm muốn đối phó với Thần Vương Thái Cổ, nhất thống vũ trụ của lão, nhưng thủ đoạn trong tay quá ít ỏi, bởi vậy không thể không tự cho mình là thiên tử, cam nguyện làm Mục Thiên Tử, hy vọng có thể được Thiên Đại Nhân tương trợ cho, san bằng quân địch, khiến cho thiên hạ thái bình." Bích Lạc Tiên Sinh cười ha hả nói: "Bệ hạ, thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa, sẽ còn có sinh linh tế thiên nữa hay sao?" Trong lòng Mục Tiên Thiên chấn động, nhất thời minh bạch ý tứ của hắn. Thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa, lê dân bách tính dẫn liền, không tế thiên nữa, chỉ có thiên hạ rối loạn, hồng thủy ngập trời, tai kiếp liên tục, lên dân bách tính mới sẽ khẩn cầu trời xanh phù hộ. Có chúng sinh tế thiên, thiên mới sẽ cường đại. Nói như ngươi vậy, thiên là không muốn giúp ta bình định vũ trụ của lão hay sao? Sắc mặt của Mục Tiên Thiên lạnh lẽo, đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Mời, mời bệ hạ ngồi." Bích Lạc Tiên Sinh chậm rãi uống trà, khẽ mỉm cười rồi lên tiếng: "Đối với thiên, thiên hạ càng loạn, lực lượng của thiên rất càng mạnh, cho nên các đời thiên đế của thời đại thần ký cũng đều không thể thống nhất vũ trụ của lão được, nhiều nhất chỉ có thể thống nhất 3000 lục đạo giới và tử vi. Bất quá hiện tại đại thế đã tới, thiên sớm cảm nhận được trận đại thế này cuồn cuộn ập tới luôn, không thể ngăn cản được, cho nên thiên sẽ thuận thế mà làm. Nếu bệ hạ đã thuận theo thiên ý, vậy thiên cũng sẽ nguyện ý trợ giúp bệ hạ." Tinh thần Mục Tiên Thiên đại chấn, mỉm cười nói: "Nếu đã như vậy..." "Khoan, bệ hạ." Bích Lạc Tiên Sinh đặt chén trà xuống, mỉm cười nói: "Thiên cần bệ hạ xuất lĩnh bá quan văn võ trong triều cử hành một trận đại điển tế thiên. Nếu bệ hạ chịu đáp ứng, chuyện này liền xem như đã thành." "Sao? Đại điển tế thiên ư?" Sắc mặt của Mục Tiên Thiên khẽ biến. Nếu hắn chủ trì bá quan văn võ toàn triều cử hành đại điển tế thiên, chỉ là tuyên cáo với chúng sinh thiên hạ chính mình đã trở thành thiên tử đơn giản như vậy, hắn ngược lại có thể bỏ qua cái mặt mũi này, không làm thiên hoàng đế mà làm thiên tử. Điểm sỉ nhục này đối với tồn tại vốn có hùng tâm trang trí như nàng cũng không tính là cái gì cả. Nhưng đại điển tế thiên cũng không đơn giản như vậy. Mục đích của thiên không đơn thuần là vì tuyên bố với vô số chúng sinh hắn là thiên tử, mà thiên còn có mục đích càng sâu hơn nữa. Nếu thiên đế tiến hành tế thiên, sự trùng kích đối với vô số chúng sinh sẽ to lớn tới mức nào đây? Sự trùng kích đối với các thần tộc, ma tộc sẽ to lớn đến mức nào? Bọn họ nhất định sẽ mù quáng làm theo, bắt chước thiên đế mà tế thiên. Thiên tại 10 vạn năm trước đã bị đạo thương, tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn có thể nào sẽ được lực lượng tế tự khoáng đạt như vậy chữa trị, khiến cho hắn khôi phục lại chiến lực đạo thần hay không đây? Nếu là như vậy, ngoại trừ đạo thần ra, còn có kẻ nào có thể chống lại thiên được nữa? Mà đáng sợ nhất sợ rằng cũng không phải điểm này. Đáng sợ nhất chính là nếu quả thật chính mình tế thiên, chẳng phải là nói tất cả mọi thứ của chính mình đều sẽ bị thiên cảm giác được hay sao? Công pháp của mình, huyền bí và bí cảnh thứ bảy của mình sợ rằng đều sẽ không giữ lại chút nào bị thiên cảm nhận được, phục chế lại. Tương lai mình còn có tiền vốn có thể chống lại thiên hay sao? Không có thủ đoạn chống lại thiên, chính mình chẳng phải là sẽ bị cả đời đều phải là thiên tử hay sao? Mục Tiên Thiên có thể nhịn được hay sao? Nàng chính là tôn tiên thiên thần ma cuối cùng trước khi thiên được sinh ra, tập hợp linh tú của vũ trụ càn khôn mà sinh ra, là một tôn thần ma do thiên địa sinh ra cuối cùng, đã định trước sẽ trở thành lãnh tụ, đại biểu cho toàn bộ khí vận của tiên thiên thần ma thiên địa sinh ra. Nàng chính là một tôn thần vương cuối cùng. Sinh ra trước thiên, bây giờ lại phải làm thiên tử cả đời, không khỏi quá biệt khuất. Nàng nhìn về phía Trung Nhạc, trên mặt Trung Nhạc mang theo nụ cười nhàn nhạt, từ chối cho ý kiến. Trong lòng Mục Tiên Thiên đại hận: "Nếu kẻ theo ta tới đây không phải là tặc nhân phản cốt này mà là tử quân, vậy tử quân nhất định sẽ có thể giúp ta nghĩ ra kế hay. Tặc nhân phản cốt bức bản thân ta tự làm ra quyết định, đáng giận đến chí cực mà." Với trí tuệ của Tử Quang Quân Vương, tất nhiên sẽ có thể lấy ra điều kiện khiến cho ngay cả thiên cũng không thể cự tuyệt, khiến cho thiên không tiếp tục theo đuổi đại điển tế tự thiên nữa mà tiếp nhận điều kiện của hắn đưa ra. Trung Nhạc cũng có loại trí tuệ này, chỉ là cái tên này vẫn luôn chấn định thần nhàn, căn bản không có ý tứ sẽ nhắc nhở nàng ta, hiển nhiên là để cho bản thân nàng tự mình quyết định. Tạc nhân phản cốt mà. Trong lòng của Mục Tiên Thiên thầm mắng một tiếng, ngoài mặt thì tươi cười lên tiếng nói: "Bích Lạc Tiên Sinh, không biết có thể thương lượng hay không?" "Không thể." Bích Lạc Tiên Sinh quả quyết nói,
Mục Tiên Thiên khẽ cắn chặt hàm răng, đang định hạ ngoan tâm đáp ứng điều kiện của hắn, đột nhiên Trung Nhạc chợt ngáp dài một cái, đứng lên nói: "Nếu đã không thể thương lượng, vậy bệ hạ, chúng ta trở về đi thôi." Mục Tiên Thiên thoáng ngẩn người, theo lời đứng dậy, dự định cùng hắn rời khỏi, trong lòng thầm nghĩ: "Tặc nhân phản cốt, một lòng muốn ta làm thiên tử, sao hiện tại ngược lại bảo ta rời khỏi rồi?" Bích Lạc tiên sinh khẽ nhíu mày, ho khan một tiếng nói: "Cũng không phải là không thể thương lượng được." Trung Nhạc một lần nữa ngồi xuống, khí định thần nhàn, nụ cười nhàn nhạt. Mục Tiên Thiên một trận bất đắc dĩ cũng ngồi xuống theo. Nàng lướt nhìn Trung Nhạc một cái, để hắn tiếp tục lên tiếng. Trung Nhạc mãi một lúc cũng không nói một lời. Mục Tiên Thiên có chút đau đầu, khẽ ho khan một tiếng nói: "Bích Lạc tiên sinh, chấm nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của thiên làm thiên tử, nhưng xuất lĩnh bách quan tế thiên, chuyện này kiên quyết không thể." Bích Lạc tiên sinh mỉm cười nói: "Là bệ hạ muốn cầu cạnh thiên, không phải là thiên muốn cầu cạnh bệ hạ. Bệ hạ tế thiên, chuyện này quyết không thể thương lượng." Mục Tiên Thiên nhất thời đau đầu, Trung Nhạc lại đứng dậy: "Bệ hạ, chúng ta trở về thôi." Mục Tiên Thiên cũng đứng dậy theo. Bích Lạc tiên sinh vội vàng giơ tay lên, cười hăng hắc nói: "Thiên thừa tướng, ngươi một hồi muốn đi, một hồi muốn đàm phán, rốt cuộc là đi hay làm phán đây? Thiên thừa tướng rốt cuộc là muốn cái gì?" Trung Nhạc một lần nữa ngồi xuống, thản nhiên nói: "Bệ hạ đúng là muốn cầu cạnh thiên, nhưng thiên cũng có chuyện muốn cầu bệ hạ. Bích Lạc tiên sinh cho rằng nắm được nhược điểm của bệ hạ, xuất công phu sư tử ngoám, tự nhiên là không thể đàm phán rồi." Bích Lạc tiên sinh khẽ ổ lên một tiếng, mỉm cười hỏi: "Thiên thừa tướng, sao thiên lại muốn cầu khẩn bệ hạ đây?" "Đạo thương của thiên vẫn chưa lành hẳn, chính là cần phải cầu cạnh bệ hạ rồi." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Thiên muốn cầu cạnh bệ hạ, Bích Lạc tiên sinh vẫn là một bước cũng không nhường, không khỏi quá mức khinh thường bệ hạ ta rồi." Bích Lạc tiên sinh cười hắc hắc nói: "Bệ hạ muốn diệt trừ u ác tính của vũ trụ cổ lão cũng là có chuyện cầu cạnh thiên, nếu không có thiên xuất thủ tương trợ, dốc toàn lực của đế triều cũng không thể động tới thần vương thái cổ được." "Thiên cũng là muốn diệt trừ thần vương thái cổ, bệ hạ tự nhận là thiên tử đã là nhường một bước rồi." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Hiện tại để ta làm chủ lại để cho bệ hạ nhường một bước đi. Bá quan văn võ trong triều có thể tế thiên, thế nhưng bệ hạ không cần tế thiên. Nếu Bích Lạc tiên sinh có thể đáp ứng, vậy chúng ta sẽ có thể lưu lại bản kỹ chi tiết. Nếu Bích Lạc tiên sinh không thể làm chủ, vậy thì đổi lại một người có thể làm chủ tới đây đàm phán vậy." Bích Lạc tiên sinh kệ nhíu mày, ho khan một tiếng đứng lên nói: "Bệ hạ và thiên thừa tướng chờ cho một chút đi, ta đi hỏi ý kiến của thiên một chút. Hai vị cứ việc đi lại ở trong Bích Lạc cung của ta, thưởng thức cảnh trí một chút đi." Hắn vừa dứt lời liền xoay người rời đi. Trung Nhạc đứng dậy, Mục Tiên Thiên cũng đứng dậy, hai người nhàn nhã tản bộ đi dạo các nơi trong Bích Lạc cung, thưởng thức mỹ cảnh nơi này. Chỉ thấy Bích Lạc cung sơn thủy tú lệ, cảnh sắc khập lòng người, dòng suối thác nước, tiếng nước róc rách như tiếng đàn, dễ nghe êm tai. Nhật làm châu, nguyệt làm ngọc, điểm xuyết giữa núi đồi. "Sao thiên thừa tướng lại lên tiếng giúp đỡ chấm vậy?" Mục Tiên Thiên tiến lên mấy bước, sóng vai đi bên cạnh Trung Nhạc, đột nhiên hỏi: "Người hẳn là không nên lên tiếng giúp chấm mới phải." Trung Nhạc kinh ngạc hỏi: "Bệ hạ, ngươi và ta quân thần đồng tâm, bất luận vì giang sơn, vì xã tắc hay là vì bệ hạ, thần đều hẳn là phải dốc hết khả năng." Được rồi, ngươi là phục hy." Mục Tiên Thiên cả giận nói: "Chấm đã sớm biết rồi, đừng biểu lộ trung thành nữa đi. Chấm cũng biết ngươi đã sớm biết chấm là đã biết rồi. Tặc nhân phản cốt sau đầu ngươi đã đâm tới Nam Thiên Môn rồi. Đừng có giả mù sa mưa, biểu đạt trung tâm nữa đi." Nói xong mấy câu này, bản thân nàng ngược lại bật cười một tiếng. Nàng vốn là lên lôi đình nổi giận, thế nhưng lúc này cơn tức giận không biết đã chạy đi tới nơi nào rồi. Trung Nhạc mỉm cười nói: "Bệ hạ anh minh thần võ, lão thần sớm đã biết không thể gạt được bệ hạ. Người lại định bợ chấm rồi." Mục Tiên Thiên nỗ lực tức giận nhưng lại không sinh nổi cơn tức giận. Chính mình sớm đã nhận được tin tức này, đã từng lôi đình nổi giận ở trong triều đình, trực tiếp bốc lửa, dậm chân mắng chửi. Thế nhưng thật sự đi tới trước mặt Trung Nhạc, cơn tức giận lại không cánh mà bay. "Dịch quân ơi dịch quân, nếu người không phải là phục hy, thật sự là tốt biết bao." Mục Tiên Thiên thở dài một tiếng nói: "Có đôi khi chấm còn suy nghĩ, người vẫn trung thành tận tâm với chấm, quân thần một lòng,
bất luận khó khăn gì cũng sẽ bị chúng ta giải quyết được. Chúng ta liên thủ, không có bất cứ một kẻ thù nào, một đối thủ nào. Người thống binh san bằng quân địch, không có sự tình gì có khả năng khiến cho chấm phân tâm cả. Trung Nhạc đột nhiên cắt đứt lời của nàng rồi lên tiếng: "Bệ hạ, từ một khắc ngươi độc sát Viêm Hoàng, chúng ta đã không có khả năng quân thần một lòng nữa rồi." Lời này cực kỳ chu tâm, khiến cho trái tim Mục Tiên Thiên nhói đau một cái, giống như bị hung hăng đâm một đao vậy. "Ngươi là Phục Hy, vốn dĩ đã không có khả năng một lòng với trẫm." Nàng lạnh lùng nói. Trung Nhạc cười nhạt một tiếng: "Ta không có khả năng một lòng, vậy Tử Quang thì sao đấy? Hắn cũng không có khả năng một lòng với bệ hạ hay sao?" Mục Tiên Thiên có cảm giác trái tim chính mình lại bị đâm một đao nữa, so với một đao vừa rồi lại càng ngoan độc hơn, càng máu chảy đầm đìa hơn. "Nếu Tử Quang còn sống, ta căn bản không dám giữa ban ngày ban mặt phản bội bệ hạ, mà thiên địa của bệ hạ cũng sẽ được thống trị ngay ngắn rõ ràng. Bệ hạ đàm phán với Thiên, hắn cũng sẽ khiến cho bệ hạ đạt được chỗ tốt lớn hơn, mà chỉ trả cái giá ít nhất kìa." Sắc mặt của Trung Nhạc bình tĩnh, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, thế nhưng từng câu từng chữ đều giống như tiên thiên thần đao của hắn, từng đao chém lên trái tim của tôn nữ thiên đế này. "Bất quá, Tử Quang đã chết rồi, đã tự vẫn. Hắn đã sớm nghĩ tới chuyện sau khi bệ hạ bình định xong tử vi, tất nhiên sẽ hạ thủ với vũ trụ cổ lão. Mà bình định vũ trụ cổ lão cần phải diệt trừ ba đại thần vương, cần phải liên thủ với Thiên. Cho nên hắn ngay từ sớm đã tìm được thiên mệnh thân của Thiên rồi, mang theo thiên mệnh thân bên cạnh chính mình." Thân thể Mục Tiên Thiên run lên một cái, run giọng hỏi: "Là Đế Tu La sao?" "Đế Tu La chính là thiên mệnh thân của Thiên. Hắn hẳn là từ sớm đã đàm phán xong điều kiện với Đế Tu La, dụng ý chính là để cho bệ hạ liên thủ với Thiên, diệt trừ ba đại thần vương thái cổ, thống nhất vũ trụ cổ lão." Lời nói của Trung Nhạc so với tiên thiên thần đao càng sắc bén hơn, chém cho trái tim của Mục Tiên Thiên trăm ngàn lỗ thủng. Hắn lại mỉm cười nói: "Nếu bệ hạ không độc sát Khương Nghi Kỳ, Tử Quang cũng sẽ không tự sát. Hắn sẽ khiến cho bệ hạ thiên mệnh sở quy, bình định vũ trụ, nhất thống càn khôn. Tới lúc đấy hắn sẽ khuyên bảo Viêm Hoàng, Khương Nghi Kỳ quy ẩn sơn lâm tự do tự tái, mà bệ hạ nhất thống thiên địa hoàn vũ, tạo thành bá nghiệp vô thượng. Mà hết thảy những cái này hiện tại đều đã tiêu tan thành mây khói rồi." Sắc mặt của Mục Tiên Thiên tái nhợt, hai bàn tay nắm chặt. "Thôi, không cần nói nữa." Sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, thế nhưng lại cực kỳ quyết tuyệt. "Khương Nghi Kỳ lại là Khương Nghi Kỳ, một tên nhân tộc, lẽ nào có thể phá hỏng giang sơn của chấm hay sao? Làm sụp đổ sự nghiệp to lớn của chấm hay sao? Không có ngươi, không có Tử Quang, chấm vẫn là tiên thiên đại đế tuyệt thế vô song kìa." Nàng nhìn về phía Trung Nhạc lạnh nhạt nói: "Dịch Quân, chỉ cần ngươi một ngày không tuyên bố với cả thiên hạ là ngươi phản bội tạo phản, vậy chấm vẫn còn có thể chấp nhận được ngươi. Bất quá, nếu ngươi công khai tuyên bố tạo phản, vậy chấm liền chém chết không tha. Hy vọng ngươi còn nhớ kỹ lời hứa ngày đấy, ngươi đã ưng thuận trước mặt chấm kìa." Trung Nhạc nghiêm nghị nói: "Tự nhiên là nhớ kỹ. Sau khi thiên hạ bình định, bệ hạ sẽ phong ấn thần huyết Phục Hy trong cơ thể lão thần. Bệ hạ yên tâm, tới ngày đấy ta nhất định sẽ để cho bệ hạ phong ấn thần huyết Phục Hy. Quân thần chúng ta có thể thống thống khoái khoái đại chiến một trận." Hai người đối nhãn nhìn nhau, đều nhìn ra sự quyết tuyệt cùng lạnh lẽo ở trong mắt đối phương, sau đấy lại đều tự chuyển ánh mắt sang chỗ khác, nhìn sang chỗ khác. Cảnh sắc nơi này thật đẹp. Cặp mắt của Mục Tiên Thiên mê ly nhìn mấy cảnh đẹp mắt kia, lẩm bẩm nói. Trung Nhạc cũng lẩm bẩm: "Đúng vậy, thật đẹp." Giang sơn như tranh, tâm ý thì như sắt. Mà lúc này Phong Hoài Ngọc đã chạy tới Nam Thiên Môn, nói với gã tướng lĩnh thủ vệ: "Ta là đệ đệ của Vô Kỵ Thiên Vương, kính xin tiến vào thông báo một tiếng." Gã tướng lĩnh thủ vệ kia không dám sơ suất, vội vàng lệnh cho những thần tướng còn lại ân cần khoản đãi Phong Hoài Ngọc, chính mình thì lập tức như một làn gió chạy đi thông báo cho Phong Vô Kỵ. Phong Hoài Ngọc đang được đám người ân cần hầu hạ, có chút không quá quen thuộc. Một lúc sau đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc mà ôn hòa vang lên: "Nhị đệ, người rốt cuộc đã tới rồi. Vì huynh vô cùng hài lòng, vô cùng hài lòng." Đám thần tướng kia vội vàng đứng lên, nhao nhao không người thi lễ. Chỉ thấy Phong Vô Kỵ cất bước đi tới, thần quang trong mắt sáng ngời, nhìn về phía Phong Hoài Ngọc, thần tình dường như có chút kích động. Phong Hoài Ngọc vội vàng tiến lên, mỉm cười nói: "Ta cầu xin sư tôn rất lâu, sư tôn thật không dễ dàng mới bằng lòng gật đầu.
để cho huynh đệ chúng ta gặp mặt. Ca ca à, mà ánh mắt của ngươi làm sao vậy? Ngươi nói cho sư tôn ngươi biết là ngươi tới gặp ta sao? Phong Vô Kỵ thoáng ngẩn người, thần quang sáng ngời trong mắt dần dần tiêu tán, vung tay lệnh cho đám thần vương tản đi rất nhanh. Ở nơi này chỉ còn lại có hắn và Phong Hoài Ngọc. Sư tôn ngươi có gieo xuống thần thông gì trong thức hải của ngươi hay không? Phong Vô Kỵ mỉm cười hỏi. Không có. Phong Hoài Ngọc lắc lắc đầu, trên mặt Phong Vô Kỵ lộ ra nụ cười. Chỉ nghe Phong Hoài Ngọc đã tiếp tục nói. Chỉ là cha đã gieo vào trong đấy mấy trăm đạo thần thông, cơ hồ đã chất đầy cả thức hải của ta rồi. Ta đã nói là không cần nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn không ngừng liên tục mà bỏ vào. Nụ cười trên mặt của Phong Vô Kỵ nhất thời cứng đờ. Phong Hữu Trung vậy mà bỏ vào trong thức hải để đệ chính mình mấy trăm đạo thần thông ư? Trong lòng hắn không khỏi sinh ra tâm lý đố kỵ. Trước giờ cha chưa từng đối xử với ta tốt như vậy. Ngay sau đấy hắn liền giận cả tóc gáy. Đây rốt cuộc là ý nghĩa của chính ta hay là ý nghĩa của đại não thiên ý đã kín đáo đưa cho ta đấy? Trong lòng của hắn sinh ra sự sợ hãi, bởi vì chính mình quả thật đã cảm giác được lòng ganh tị. Hắn căn bản không biết đây là ý nghĩa của chính mình hay là ý tưởng của đại não thiên ý nữa. Phong Hữu Trung đã là tồn tại vô cùng lợi hại. Hắn biết được trận chiến của Phong Hữu Trung tại Biên Thành vừa nổi giận đã chém chết Tức Vạn Thần Ma, Huyết Tế Luân hay Tôn Đế cùng với Dực Thiên Công. Thần thông của hắn tuyệt không phải chính mình có thể ngăn cản được, huống chi là mấy trăm đạo thần thông đây. Kỳ quái, chưa từng có kẻ nào nói cho ta biết kẻ tàn sát đại quân Thiên Đình tại Biên Thành chính là phụ thân ta cả. Sao ta lại biết được chuyện này vậy? Hai mắt của Phong Vô Kỵ trợn trừng, trong lòng đột nhiên dâng lên sợ hãi, triệt triệt để cảm giác được sự sợ hãi. Ý thức của hắn đã bắt đầu dung hợp với đại não thiên ý rồi. Về phần vì sao Phong Hữu Trung trở nên lợi hại như vậy, vậy mà có thể giết chết Kim Thiên Đế và Bạch Nha Thần Đế, hắn lại không rảnh để suy nghĩ. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Phong Hoài Ngọc nghi hoặc hỏi. Phong Vô Kỵ miễn cưỡng cười khẽ một tiếng, cúi người xuống, tinh tế quan sát Phong Hoài Ngọc. Hắn dù sao cũng là tạo vật chủ, mà Phong Hoài Ngọc chỉ mới là luyện khí sĩ thông thần cảnh, vóc người hai người chênh lệch không nhỏ. Tạo vật chủ ở trước mặt thần minh cũng đều lộ ra cực kỳ vĩ ngạn, càng huống chi Phong Hoài Ngọc vẫn chưa phải là thần minh. Bộ dạng của ngươi và ta thật là giống nhau, chúng ta giống nhau như huynh đệ một mẹ thân sinh vậy. Phong Vô Kỵ quan sát khuôn mặt hắn, nhìn thấy bóng dáng thời thiếu niên của chính mình, rồi mỉm cười nói. Thừa dịp hiện tại ta còn đang thanh tính, ta nói cho ngươi biết một sự tình, ngươi không nên tin tưởng bất luận một kẻ nào, kể cả là ta. À, ngươi lần đầu tiên tới Thiên Đình, có rất nhiều địa phương còn chưa từng đi qua, để ta dẫn ngươi đi một địa phương tốt vậy. Hắn thay đổi chủ đề quá nhanh, hai giọng quá nhanh, khiến cho Phong Hoài Ngọc nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, không biết vị huynh trưởng này của mình đã làm sao. Ca ca, chúng ta đi đâu vậy? Phong Hoài Ngọc đi theo hắn, chỉ thấy phương hướng bọn họ đi càng lúc càng trách, cách trung tâm Thiên Đình càng lúc càng xa, không khỏi nghi hoặc hỏi. À, một địa phương tốt, địa phương mà ta chưa bao giờ dẫn ngươi đi qua. Phong Vô Kỵ nở nụ cười thần bí, trong lòng Phong Hoài Ngọc càng thêm hiếu kỳ, nhưng cũng có chút bất an. Phong Vô Kỵ mang tới cho hắn một loại cảm giác không đúng lắm. Hắn nghi hoặc hỏi. Ca ca, ngươi vừa mới nói không nên tin tưởng bất luận kẻ nào, hiện tại ta có nên tin tưởng ngươi không? Ta là huynh trưởng của ngươi, ngươi cứ nói đi. Hai người đi càng lúc càng xa, qua không bao lâu phía trước xuất hiện một dòng thiên hà hào hạo đãng đãng, từ trên chảy xuống chảy qua Thiên Đình. Nơi này là một tòa ngọc đài thần thánh phi phàm, có thần tướng trấn thủ. Thiên hà bát ngát chính là khởi nguyên từ nơi này, cực kỳ đồ sộ. Hai người đang muốn đi vòng qua thiên hà, đột nhiên thiên hà chợt dậy sóng, chỉ thấy một con cự quy từ trong dòng sông chậm rãi nổi lên, vươn ra cái đầu thật lớn. Ánh mắt cự quy chuyển động, rơi xuống trên người hai người đang từ bên cạnh đi qua, không khỏi khẽ kinh dị một tiếng, ngư khí vang vọng nói. Tiểu hài tử dừng chân, ta từ trên người của ngươi đã nhìn thấy bóng dáng đạo pháp của một tiểu hữu, ngươi là... Tường Vương, chuyện không liên quan gì tới ngươi cả. Phong Vô Kỵ đột nhiên quát lớn một tiếng. Con cự quy này thì ra chính là Tương Vương. Nghe hắn nói vậy, ánh mắt xanh ngơm âm u lập tức nhìn về phía Phong Vô Kỵ, nhất thời không khỏi kinh hãi, vội vàng lặn xuống nước, biến mất không thấy đâu nữa. Trong đầu cái tên kia có đại não thiên ý, chẳng lẽ hắn chính là thiên? Đúng rồi, sao ta lại sợ hắn chứ? Cho dù là chân thân của thiên tới đây, ta cũng không có gì phải sợ hắn cả.
Tương Vương lặn vào trong thiên hà, lúc này mới phát giác ra chính mình có chút biệt khuất, cất đầu một lần nữa vươn lên khỏi mặt sông, chỉ thấy Phong Kỵ và gã thiếu niên kia đã sớm đi xa. Phương hướng của bọn họ giống như là Bích Lạc Cung vậy. Tương Vương nghi hoặc lẩm bẩm, lắc lắc đầu rồi lại chui vào trong nước lẩm bẩm, chuyện không liên quan gì tới ta. Hai huynh đệ Phong Vô Kỵ đi tới bên ngoài Bích Lạc Cung. Phong Hoài Ngọc nhìn lên tòa cung điện kia, chỉ thấy nơi này khí tượng phi phàm, không khỏi tán thán. Lại nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đạo vực sâu lạnh lẽo, không khỏi dùng mình một cái. Cảnh sắc Bích Lạc Cung trắng lệ, mà vực sâu này lại tràn ngập tà ác, hình thành nên hai cái thế cực trái ngược. Nơi này là thiên ngục và Bích Lạc Cung hay sao? Phong Hoài Ngọc quan sát một hồi, mỉm cười nói. Sư tôn từng nói với ta, cả hai địa phương này hắn đều đã đi qua rồi, đều vô cùng hung hiểm. Ca ca, chúng ta đây là đi nơi nào vậy? Phong Vô Kỵ nhìn về phía Bích Lạc Cung, ánh mắt chớp động mỉm cười nói. Hiện tại sư tôn ngươi đang ở trong Bích Lạc Cung. Nếu chúng ta đi Bích Lạc Cung khẳng định là quấy rầy bọn họ rồi, ngược lại là không đẹp. Thiên ngục tự nhiên cũng không đi được, chúng ta đi xuống phía dưới thiên ngục à? Ánh mắt của Phong Hoài Ngọc sáng lên, vỗ tay cười lớn nói. Phía dưới chính là mảnh vỡ thiên đình của thời đại viễn cổ phải không? Sư tôn nói hắn cũng từng đi qua nơi đấy rồi. Cha cũng nói hắn đã từng đi qua nơi đấy. Nơi đấy còn có thiên hoàng đế đạo nữa kìa. Trong mắt Phong Vô Kỵ lóe lên tinh quang bất định, tán thưởng nói. Nhị đệ, Liên Kỳ tuy nhỏ thế nhưng kiến thức cũng không kém mà. Nếu là địa phương mà phụ thân và sư tôn của ngươi đều đã đi qua rồi, vậy chúng ta nhất định phải đi dạo một vòng. Hai người một đường bay xuống phía dưới. Dọc theo đường đi, hoang lôi không ngừng đánh xuống, còn có từng con lôi thú thật lớn không ngừng tới lôi tuần tra. Thời điểm tiến vào sâu bên trong, Phong Hoài Ngọc đột nhiên dừng lại nói. Ca ca, ngươi hộ pháp giúp ta đi, ta hấp thu hoang lôi tu luyện. Lôi đỉnh nơi này cực kỳ nóng bỏng, chính là thích hợp để thối luyện nhục thân và nguyên thần nhất kìa, luyện thành tuần dương và tiên thiên. Phong Vô Kỵ dừng lại, ánh mắt chớp động, trong lòng thầm nghĩ. Nếu ta thống hạ sát thủ ở đây này, hắn khẳng định sẽ không thể chạy thoát được. Bất quá trong thức hải của hắn cất giấu thần thông của cha ta, đám thần thông kia bạo phát sẽ bị Trung Xuân Thị tại Bích Lạc Cung cảm nhận được. Nơi này không thích hợp để mà động thủ. Phong Hoài Ngọc dừng lại nơi này, tiến hành thối luyện thân thể, hấp dẫn hoang lôi nhập thể, lại thôi động lôi hoang thiên lô tâm kinh, thối luyện thể phách nhục thân và nguyên thần, thực lực để thăng nhanh chóng. Hắn sớm đã mở ra bí cảnh thứ 7, mặc dù hiện tại vẫn còn là luyện khí sĩ thông thần cảnh, nhưng bảy đạo quang luân xoay tròn, ngay cả đám hoang lôi kia cũng không thể làm gì được hắn chút nào. Trôi qua mười mấy ngày, Phong Hoàng Ngọc luyện nhục thân tới mức gần như thân thể tiên thiên, lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Hai người tiếp tục tiến lên, lại qua thêm mấy ngày nữa, lúc này mới đi tới mảnh đại lục viễn cổ phía dưới thiên ngục kia. Mảnh đại lục này là mảnh vỡ thiên đình của thời đại Hoa Kỳ, trước đây Trung Nhạc cũng đã từng đi tới nơi này. Đã bị đám thủ vệ thiên ngục vây công ở nơi này, phải nhờ đám hỏa linh của thời đại Hỏa Kỳ mới có thể giết chết đám thủ vệ kia. Bất quá, đám hỏa linh của thời đại Hỏa Kỳ đã bị Trung Nhạc mang đi, mà đại đạo lạc ấn các đời thiên hoàng của thời đại Hỏa Kỳ còn sót lại trong mảnh vỡ thiên đình Hỏa Kỳ cũng đã bị Trung Nhạc thu mất. Phong Vô Kỵ lựa chọn hạ thủ ở nơi này có thể nói là vô cùng ổn thỏa. Thiên ngục, Phong Hoàng Ngọc khẳng định là không chịu đi, mà nơi này chính là địa phương khiến cho Phong Hoài Ngọc yên tâm. Hắn sùng bái Phong Hiếu Trung và Trung Nhạc vô cùng, nhất định sẽ tuyển chọn tới nơi này mà du lịch. Thật lớn, thật nhón. Phong Hoài Ngọc ngẩng đầu lên quan sát thiên ngục, không khỏi kinh ngãi, tán thán. Bọn họ đã bay rất nhiều ngày, lúc này mới đi tới phiến đại lục phía dưới thiên ngục, có thể tưởng tượng được thiên ngục là to lớn tới mức nào. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 309 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Và hôm nay thì Khánh Duy cũng làm lại, thế nhưng mà các bạn để ý nó rất là mệt mỏi, lúc nào chỉ muốn díp mắt vào gục xuống này, đầu nó cứ ong ong ấy, khó chịu lắm. Mai thì mỗi ngày thêm một tí để cho nó quen dần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.